hình trường học mới VNEN là một mô hình giáo dục có tính quốc tế, với triết lý giáo dục được ứng dụng thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới và đang được triển khai tại Việt Nam. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, áp dụng mô hình này tại 170 trường tiểu học và 23 trường trung học cơ sở. Đây là một mô hình học có nhiều phương thức dạy học mới, với việc lấy học sinh làm trung tâm và đã đem lại những tín hiệu tích cực ban đầu. Nhưng tại sao có một số tỉnh trong cả nước lại dừng triển khai và có nhiều ý kiến dư luận trái chiều? Vậy mô hình này đang được thực hiện ở Lâm Đồng như thế nào và có thể tiếp tục triển khai nữa hay nên dừng lại? Một theo dòng thời sự hôm nay sẽ làm rõ vấn đề này. Các anh chị tiểu phu nghèo khổ, một cô cha mẹ một hôm anh lên rừng đốn củi thì chọn được một cây thông to, anh liền rút củi rút rìu ra và chặt. Đang chặt mãi mê thì anh đã không để ý tới cái rìu đã rơi khỏi tay anh và rớt xuống sông. Anh chàng tiểu phu đã không, cái rìu của con bằng sắt cơ. Lần thứ hai anh cũng vứt lên một cái rìu bằng bạc. Không, cái rìu của con bằng sắt cơ. Đây là một tiết học theo chương trình VNEN. Học sinh này đã rất tự tin đứng trước lớp kể một câu chuyện mang nhiều cảm xúc, một tín hiệu tích cực mà mô hình trường học mới VNEN mang lại. Với mô hình học VNEN, học sinh tự phân nhóm để trao đổi kiến thức, tìm hiểu bài học đã giúp các em tự tin và nâng cao khả năng giao tiếp của mình. Từ cái việc mà dạy học truyền thống chuyển sang cái việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm thì học sinh phát huy được cái khả năng tự giao tiếp, tự hợp tác trong nhóm và các em học hành rất là vui. Các em có thể được chủ động rồi là sáng tạo trong cái việc mà tiếp cận với kiến thức mới. Và cái mô hình này á, thì cũng đã giúp cho các nhà trường với lại phụ huynh học sinh á, có được cái sự gắn kết. Cần khẳng định ngay rằng, mô hình trường học mới VNEN là sự đổi mới về phương pháp dạy học, chứ không phải là thay đổi về nội dung chương trình học. Với mô hình học VNEN, phần thảo luận chiếm phần lớn giờ học. Giáo viên đến từng nhóm để hướng dẫn, hỗ trợ học sinh. Các chủ đề được giáo viên đưa ra để các em cùng tìm hiểu, sau đó thảo luận, tìm ra lời giải và thuyết trình trước lớp. Sự phản biện, tranh luận, lấy học sinh làm trung tâm đã phá vỡ phương pháp giáo dục truyền thống, thầy đọc trò chép. Đây là yếu tố để học sinh tự thể hiện khả năng của mình, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng diễn đạt, trình bày một vấn đề lưu loát và logic. Học trong nhóm, chúng em thường thảo luận các bài tập cô giao để làm các hoạt động như là hoạt động nhóm, hoạt động đôi, hoạt động cá nhân. Những gì chúng em chưa hiểu, chúng em sẽ giơ thẻ nhóm báo cáo với cô để cô trợ giúp. Trước đây thì mình đánh giá cả một cuối kỳ thì mình chưa đạt được là cái chuẩn kiến thức kỹ năng của các em trong một cái giai đoạn học tập. Còn đánh giá cuối năm là mình đánh giá cả một quá trình học tập của các em. Như chúng ta đang thấy thì ở lớp học này đang áp dụng mô hình trường học mới VNEN. Các em trao đổi học tập với nhau rất là tự tin và sôi nổi. Tuy nhiên, với một lớp học trên 40 học sinh, số lượng gấp đôi so với tiêu chuẩn trường học VNEN quy định, thì việc sắp xếp nhóm lớp để giáo viên di chuyển và hỗ trợ từng nhóm như thế này là một thách thức đối với cả giáo viên và học sinh. Đây là một trong những khó khăn mà mô hình học VNEN tại Việt Nam đang gặp phải, cần phải tháo gỡ để chương trình học này thực sự hoàn thiện và hiệu quả hơn. Sĩ số học sinh rất là đông, cho nên là cái việc mà ngồi theo nhóm mà cái không gian của lớp nó không có được rộng, cho nên là các em ngồi có vẻ chật chội. Hiện nay là trường còn ngành nữa, còn đang là cho áp dụng những cái kỹ thuật dạy học vào trong cái chương trình bên em, ví dụ như là bàn tay nặng bột nè, rồi chỉnh thuật kỹ thuật mảnh ghép, rồi là khăn trải bàn. Thì cái việc mà khi sử dụng những cái kỹ thuật đó thì các em sẽ di chuyển rất là nhiều. Đối với những em mà còn nhút nhát ấy, thì sẽ cũng ít nói, với thứ hai nữa là cái tự sự khám phá chăm chỉ của các em hạn chế, thì là thường là ỷ lại vào cái bạn nhóm trưởng. Sách thì thiết kế rõ ràng nhưng mà
về cái kiến thức để mà mình luyện thêm ở trong một tiết học á là nó rất là ít, mà bây giờ các em mới học theo sách như thế, cho nên là về cái mức độ tiếp thu trong sách, hoàn thành được kiến thức cơ bản trong sách thì là đạt, nhưng mà để mà thực hiện qua cái việc học rồi lại thể hiện trên các cái bài làm, bài kiểm tra theo ma trận của đề mà bộ yêu cầu á, thì lại có cái phần kiến thức nâng cao. Cho nên là giữa việc học với việc thể hiện trên bài thi đôi khi là nó không được như ý lắm. Ngoài yếu tố cơ sở vật chất trường lớp thì việc để các em học sinh tự thảo luận cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Theo nhóm như vậy thì em thấy là nó cũng có cái ưu điểm, nhưng mà bên cạnh đó là trẻ cũng có nhiều trẻ ngồi nó nói chuyện riêng cũng có. Cái giá của sách của chương trình VNM thì nó cao hơn so với lại chương trình cũ. Còn một cái số cháu mà đã yếu với đuối thì nó lại chậm, mà để có cái kết quả mà nộp lên cô thì nhìn bài của bạn. Trong lúc đó, công tác tập huấn trang bị kỹ năng cho giáo viên vẫn chưa đồng đều. Việc trang bị thiết bị đồ dùng dạy học cho chương trình này có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nhân dân vẫn nghĩ rằng là chúng ta áp dụng một chương trình giáo dục mới, chứ không phải là cái phương pháp. Một bộ phận cán bộ quản lý cũng như giáo viên thì chưa được chuẩn bị kỹ trong cái quá trình để triển khai cái mô hình trường mới này. Vẫn còn hạn chế về cái năng lực. Công tác tập huấn của chúng ta vẫn còn một số hạn chế, chưa đảm bảo được cho giáo viên có đủ khả năng để triển khai một cái phương pháp dạy học mới. Một cái hạn chế nữa đó là cái cơ sở vật chất của chúng ta chưa đảm bảo. Ở một số nơi, một số địa phương thì cái sĩ số học sinh trên lớp vẫn còn đông. Các chuyên gia giáo dục khẳng định rằng trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, con người muốn phát triển cần có các yếu tố tổng hòa chứ không phải riêng kiến thức máy móc, và những kỹ năng sống thể hiện bản thân đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, mặc dù mô hình VNN còn có một số vướng mắc nhất định, nhưng mô hình học này đã đáp ứng được nhu cầu của xu thế phát triển đó. Và Lâm Đồng cần có những đánh giá cụ thể, từ đó có phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với từng trường học và địa phương. Chỉ đạo các đơn vị trường học áp dụng mô hình trường học mới một cách linh hoạt, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, tiếp tục tìm tòi những cái biện pháp mà quản lý đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Ví dụ đối với những trường mà có trên 45 học sinh thì không nhất thiết là phải kê bàn ghế ngồi học theo nhóm, mà cũng có thể là kê theo mô hình truyền thống, nhưng cơ bản bản chất của học sinh dạy học theo cách tự học trong mô hình trường học mới là vẫn giữ. Với cái xu hướng đổi mới trong giáo dục thì đổi mới một cái phương pháp dạy học mới, đối với cái phương pháp này là dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm là cần thiết. Nhưng để triển khai được thực hiện thì chúng ta phải đảm bảo được đầy đủ các điều kiện. Việc triển khai mô hình học mới trong thời gian vừa qua, nếu có những cái gì chưa phù hợp thì chúng tôi điều chỉnh. Trong đó rà soát làm sao đảm bảo được cái sĩ số học sinh trên lớp, rà soát về đầu tư thêm về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, tốt với công tác tuyên truyền. Không còn máy móc rập khuôn, tiếp thu kiến thức một cách thụ động như trước đây, mô hình trường học mới VNN đang đưa ra một phương pháp học mới. Trong đó chú trọng kết hợp ứng dụng kiến thức vào thực tiễn để rèn luyện các kỹ năng sống và thể hiện năng lực bản thân, hòa nhập cuộc sống hiện đại. Điều quan trọng là cần có phương án triển khai mô hình trường học mới này một cách linh hoạt và đổi mới đồng bộ, triệt để, với một quyết tâm cao của ngành giáo dục và sự đồng thuận của toàn xã hội. Có như vậy, cái mới, cái hay của mô hình giáo dục này mới được chọn lọc, đồng thời cải tiến bổ sung những điểm hạn chế cho phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng trường học ở Lâm Đồng.